Ở đây là cái gì của Vĩnh Long anh? Này là huyện Văn Thích, ấp ấp Cá Tranh, xã Mỹ Phước, huyện Văn Thích, tỉnh Vĩnh Long. Anh tên gì? Anh Dũng. Anh Dũng hả? Cái này cái vườn ri. Phân hóa hai lần hả? Ra kali một lần hả? Mới ra lại lần nữa, lần thứ tư phải không? Cái vườn này nè, đó nó ra như vậy này cả nhà. Hồi nãy đó là mà mình tỉa bông ở vườn thầy giáo mà mình nói chưa có rõ. Ví dụ vậy nè anh Dũng, nó ra một cái chùm vậy nè ha, thì giờ nó chưa rõ nét. Xong á, nó không, cái chùm này nè nó không vừa bằng cái này đâu. Nhiều hơn đó. Cái này mới là đậu, là khả năng đậu là cực kỳ cao này. Xong nó lớn lên mình coi cái gốc bông nào mà mập mình chữa lại. Ở đây nó có bốn gốc này đúng không, bốn gốc nè, chưa cái gốc bông nào mập để lại, tại bây giờ mình không nhìn thấy cái gốc nào mập hết. Cái bông này nó sẽ đậu tới bông này, và bông này là bông đơn nè. Phương Anh là toàn bộ bông đơn hết nè, sướng đơn, khỏi khỏi lặt nè, khỏi lặt nè, khỏi lặt sướng ghê nè, này, bông đơn nè. Đó, cứ cách quảng nó ra, cách quảng ra. Đó, ở cái chùm này vậy giờ nó chưa rõ nét. Chứ để nguyên cái nùi này nó không hay đâu. Nên hồi nãy ở vườn thầy giáo mình chưa, dạ, mình đợi nó rõ nét cái mình. Mình rồi cái gốc nào mọc chưa một gốc thôi. Một gốc ra 4-5 bông. 3-4 bông, 4-5 bông. 3-4 bông thì đậu còn tốt hơn 4-5 bông nữa, là như vậy đó. Đó, hai cái chùm vậy chứ cái chùm này là ngon nè, cái bông đơn này nè, bông đơn này là số 1 của này đó, bông đơn là ngon lành luôn nè. Cái trong này lát mình bỏ mẹ hết. Dạ, sát cái nó thì mình bỏ anh. Dạ. Giờ bỏ được không? Dạ, bây giờ bỏ được cái này, này sát luôn này nè. Để gì? Đúng rồi, nhưng mà để đây thì vẫn được, tại vì cành này nó nhỏ nè, thì vẫn được nè. Từ đây thì cành này nó nhỏ nè, thì trái nó vẫn ấy nè. Sang năm thì mình để xịt ra, sang năm mình để xịt ra nữa. Dạ. Tại vì cành càng to thì ở trong cái hệ sơ nó chắc á. Hay chưa nè, cái vườn này nó ra hay chưa nè. Hay chưa, khỏe đó, khỏi lặt đó. Vườn này là ngược lại với vườn đó chứ, vườn thầy giáo đó thấy người ta làm bách lo ra dữ quá đó. Thế là ra thêm một lần lăn vào kali nữa, trời ơi, mà ra ra múc đồng ngoài đầu cành luôn. Bây giờ lặt mười mấy công lặt, chết luôn, mười mấy công lặt, mà đâu phải người nào cũng lành nghề đâu. Hay quá, cái vườn này ra đúng bài luôn á. Cảm thấy cũng khỏe nè coi nè đó, ra thì là đúng nè, đúng rồi nè, đây một cái bông nè, thấy không đó, đây giống như là mình tuyển sẵn vậy đó. Còn bông đơn không à, thấy không, sướng không, hay ghê á, khỏe rồi nè, toàn bông đơn hết nè. Vậy là đủ bông rồi anh. Dạ, nó đỡ mất sức mà, nó đỡ tốn dinh dưỡng của mình. Như ra chỗ này là hơi dài một xíu thôi. Dưới đây là hơi dài một xíu. Mà giờ là cũng đỡ lặt rồi anh. Nó ra trên này ngon nè, đây người ta. Khỏe luôn. Đó như cành thông này trong này ngoài này không ra này, sướng nè, khỏi lầu luộc nè. Để đây hai trái. Hai đùm, chọn lại hai đùm nào cái gốc bông nó mập. Sướng. Ôi khỏe quá, cái vườn này khỏe quá, nó ra bông hay thật tơi. Nè, muốn skin. Đó thì bây giờ hiện tại là có mưa. Có mưa lắc rắc nè, nên là cái bông á, mấy cái bông này thì mình nè. Mình cũng yên tâm rồi, nhưng mà có bông nó ngắn hơn, nó nhỏ hơn á thì mình điều hòa sinh trưởng một phi 200 lít kali thôi. Dạ, soi khoảng 250 gì đó. Điều hòa thì soi với kali là điều hòa bằng bông nhỏ là soi với kali là chính. Dạ, nó điều tiết cái đạm. Rồi ít combi thôi. Combi khoảng 200 là được rồi. Nhưng mà khi mà xả nhị, lặp lại thôi, khi mà xả nhị thì soi là chính, lên 300-350 đó, nhưng mà combi là tăng lên ha. Kali không ít thôi ha. Còn nếu mà rụng sinh lý đó thì chỉ có soi và combi thôi, nhưng mà xả nhị mà gặp mưa thì mới tăng cái combi lên. Còn cái bông này là nó, tại vì nó đạm nó cao, mình sợ mấy cái bông mới lú ra một phân á, như bé bố long muốn một phân này nè, đó mấy cái này nè nó sẽ bị đó. Còn như mà nó đã ba phân lên rồi là khỏi nha cả nhà, ba phân lên rồi là không có mưa trưa lặp lại ha, có mưa trưa cũng không có cần phun. Này nó còn nhỏ nè nên mình sợ nè. Ôi cái vườn này ra hay thiệt ta ơi, cái vườn này ra hay thiệt á.
Ôi về khỏi lặt sướng. À, đây một cái, đây một cái nè, đây nè, lúa nè. Ôi sướng thật. Nên mình phải biết cái combi thì nó có nhiều bo, soi nó cũng có bo và nó mang chất điều hòa sinh trưởng. Nó với kali là điều hòa sinh trưởng, tức là điều tiết cái đạm á. So với kali, còn combi là nó có nhiều bo, nó giữ, nó không cho rụng sinh lý. Khi rụng một cái là phun 300 lít soi, 300 lít combi là nó dừng lại ngay. Còn nếu có mưa rụng mà có do mưa, rụng trái do mưa thì lúc đó mới đưa kali vào đó. Mình phải linh biến vậy để mình tiết kiệm. Hay quá nè. Nếu ra được như cỡ này rồi á thì mưa trưa cũng không có lo. Nhưng mà sợ mấy cái nhỏ này nè. Mấy cái nhỏ này nè. Bông đơn không sướng khỏi lặt đó. Làm sao mà được như thế này nè, nè nó thưa rồi nè, thì nó khỏe nè. Ở trong này cành này to này, thuốc này ông này nó đâu có bông đâu mà ra từ đây nè, để ra đó. Cành thông nè, cành thông đều có hết, thành công rồi. Cành nào cũng có hết trơn, vấn đề là làm cành nào cũng có. Hay vậy nè. Đó, thưa vậy đó, đó, bông đơn vậy đó. Tại vì cái nhà nghỉ đơn giản thôi. Một mẹ mà nuôi ít con thì nó sẽ một cái gốc bông mà nuôi ít bông thì nó sẽ hay hơn là nhiều một chỗ mà tới nhiều gốc bông, mà một gốc bông mà có nhiều bông nữa thì càng tệ nữa. Một gốc bông mà có ít bông thì ta giữ lại. Ủa mà nhiều bông thì chúng ta cho nó lên đường nếu cùng ở một chỗ. Còn một chỗ mà ra một nùi thì không. Ồ vừa này khỏe. Sướng. Đây cái bông, đây cái bông nè. Thừa thừa trên vậy nè. Đó, ra như vậy là đúng bài. Ra thêm một lần nữa, một cái thấy ít bông ra thêm một lần nữa. Trời ơi đất hỏi luôn. Khít. Rồi. Cái anh này, quý cái anh này là xung quanh đây là dòng họ là xài hóa chất hết, nên riêng ảnh là ảnh vẫn theo. Đây nè, đây là những cái bông ngắn là mới ra nè. Thì chúng ta sợ mưa này đó, mưa lắc rắc này đó. Mưa này thì không đáng đâu. À cũng nói lại nha, khi nào mà mưa mình ướt cái bông á, anh ơi cái mưa này cũng không đáng đâu nha. Cái mưa mà nó ướt cái bông á, tức là tí nữa em về đó mà mưa nào ướt cái bông á, chứ nếu mưa mà mấy hộp cái thế này không ướt cái bông thì không có lý do gì phun cả. Khi nào mưa nó ướt cái bông á. Cái này mưa đâu á. Dạ, vào cái ổ lá vậy thôi. Sướng ghê, nó đang ra nè, cành nào cũng thưa thưa và khỏe. Thưa và quá khỏe luôn. Nùi nùi ớn. Ra hết à. Nhưng mà sân năm thầy sẽ sân năm đúng rồi thì mình không chọn bông lại rồi mình đưa dinh dưỡng ra vào, mình phun riêng những cây này, mình phun mấy cây này nè, làm gì mà ra bông lá được. Phun dinh dưỡng, tăng dinh dưỡng lên. Nhà vườn anh có hai cây đúng không, vườn anh có hai cây đúng không, thì quẩy cái bình tay gì đó phun dinh dưỡng lên. Tí nó coi, tối nó coi clip và thấy không thấy cái cành luôn, thấy chỉ thấy bông thôi, không có thấy cành. Nguyên cái cây của anh chưa bằng cái một cái cành của thầy giáo. Cô một chưa bằng một cái cành của thầy. Nguyên cái cây này chưa bằng một cái cành. Dạ không, là cành của mình nó mà đúng là đủ rồi. Nhưng mà thầy cũng thấy xung quanh nó dùng bê tông nó ra trước mà thầy chưa ra đó. Thế thầy chiều ý của thầy, quất một cử cái lần với kali. Sẵn lúc nó đang phóng đọt này chặn luôn cái. 750 rồi ơi. Rồi. Rồi như vậy là chỉ là cách thời tiết rồi bông rồi là nói rất là kỹ rồi ha. Có nông dân dự thêm mấy cái clip nè mà làm thôi. Nè mưa vậy là không có cần phun lại nè. Tại vì mưa không có ướt cái bông. À, mà nếu bông đã bao phân thì mưa ướt cái bông cũng thoải mái. Rồi, xin chào cả nhà. Vườn này là Mr. Thanh đứng vườn. Đây, đây. Có cần kêu biệt danh không? Kêu biệt danh nó cả xóm cả nước nó kêu luôn á.